Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minmotor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor nhập khẩu công nghệ Úc. Sản phẩm màu động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380V, công suất 180 ngựa hay còn gọi 132 kW, tốc độ 1480 vòng trên phút, 4 cực điện, mà vào sản phẩm là khoảng cách từ 80 tới mặt đất là 315 mm, đường kính cốt trục là 80 mm. Motor 3 pha có chế độ đấu điện sao và tam giác. Với motor này, cường độ dòng điện định mức khi đấu sao là 138A, khi đấu tam giác là 240A. Motor có chế độ làm mát toàn phần cả bên trong và bên ngoài, cấp chịu nhiệt S, hệ số bảo vệ bụi nước IP55, cao cấp hơn các motor thông thường. Cấu tạo sản phẩm bằng tôn silicon xanh cán nguội, tạo độ thẩm thấu từ cao, giúp sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách xin lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 457 mm, khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 508 mm. Với kinh nghiệm 32 năm trong ngành điện cơ Việt Nam, công ty Minmotor luôn mang đến những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao, mong được cùng hợp tác với quý khách để có những đóng góp cho nền công nghiệp toàn quốc.